Chào các bạn nhá, đây là cam nhiệt Super Cam X của Quyenly. Thì trong Quyenly thì các bạn hãy thành lập một cái tài khoản để dùng nó. Thế thì ở đây là cái file download về, khi các bạn download về các bạn cài đặt nó ra. Khi các bạn cài đặt nó ra thì nó sẽ hỏi một cái tài khoản. Đấy, để các bạn đã đăng ký đầu tiên đây là tài khoản đăng ký, thì các bạn ấn vào Jupiter, tức là để đăng ký thì ở đây thì các bạn đánh vào cái Gmail của mình. Đấy, các bạn đánh vào cái Gmail của mình, các bạn đánh vào mật khẩu để đăng ký. Mật khẩu thì gồm chữ và số, các bạn ở carry code này thì nó sẽ gửi được cái mail. Mình đánh vào là mình đã đồng ý với cái thông tin này để mình get code vào, nó sẽ gửi được cái mail của các bạn một cái mã, để khi nó gửi cái mã đấy thì các bạn đánh cái mã code ở đây để đăng nhập. Đấy, các bạn thấy không, ở đây là Quyenly nó đã gửi về một cái mã ở đây, một cái mã để mình đăng nhập ở đây. Đấy, mình sẽ đánh theo cái mã này để mình kích hoạt. Khi ở đây thì mình sẽ ấn nó gửi về cái mail của mình, cái kích hoạt ở đây nó báo là Gmail này đã đăng ký thành công. Đấy, các bạn chỉ cần mở lên, khi mở lên thì các bạn lại chọn vào cái thư mục của từng các thiết bị, mỗi một cái thiết bị khác nhau, ví dụ thiết bị pin hay thiết bị cam nhiệt. Đây là cam nhiệt, cam nhiệt thì các bạn vào cái phần cam nhiệt của nó. Đấy, khi mà cam nhiệt của nó thì các bạn có thể kích hoạt bắt đầu là để sử dụng nó. Đấy, các bạn mở cái cam nhiệt này ra để cho nó up lên. Thì tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách sử dụng của cam nhiệt. Thì nó có rất là nhiều cách sử dụng khác nhau. Đấy, mình sẽ ngắt ở cái phần cam nhiệt này ra và cái phần cách sử dụng để cho nó hai cái mục sử dụng dễ nhau nha. Cảm ơn các bạn nhé.